Xin chào các bạn, mình Thọ Chuyên. Hôm nay mình nhận sửa một chiếc sạc xe điện của thương hiệu Thalon này. Mình lỗi không vào điện. Ở mặt trước nó thì có chữ Amico, ở mặt sau lại Thalon TL355. Lỗi là không sạc được cho xe điện. Nó có đèn xanh nhưng mà khi cắm vào xe điện nó không sáng đỏ để báo sạc nhé. Cái anh đưa cho mình bảo thế. Thì con này mình từng sửa một lần rồi. Ngày trước nó không nhận sạc là do nó bị xịn mất cái đường mạch đây. Thì mình đã hàn lại đường mạch, thì mình kiểm tra thấy đường mạch đang tốt nhé. Sửa được mấy tháng thì nó bị lại, thì anh ấy lại gửi lại cho mình. Chắc được tầm 3 tháng. Đường mạch tốt. Ô, này sang bên kia rồi. Về cái cụm nhận sạc ắc quy thì cái này nó phải cắm ắc quy nó nhận được thì nó mới mở con BT151 hay BT152 đây này. Thì con này mở thì điện mới cấp cho ắc quy nhá. Bình thường cắm điện vào thì nó sáng đèn xanh thì điện nó chỉ nằm chờ trên con tụ này thôi. Nó không xuất ra ắc quy. Và khi các bạn cắm ắc quy vào nó phân áp qua con DX thì nó mới nhận được con DX ở vị trí nào ấy. Chắc con đen đen này là con DX này. Lâu rồi mình không chạy mạch. Còn sơ đồ của nó ở dưới đây nhá. Các bạn nhìn trên sơ đồ này. Cái cụm nhỉ. Nhận ắc quy thì tùy theo cái nó thiết kế khác nhau nhưng cơ bản là cũng nhận biết qua con DB3 rồi. Đây là hai chân cắm ắc quy này, VC1 là điện áp gia của bộ sạc ấy. Thì nó cấp đến dương ắc quy này. Và âm ắc quy nó chạy về một con BT151, BT152 này. Thì mình chạy về mát nhá. Thì con BT152 này nó phải dẫn thì mới có dòng chạy từ VC1 qua ắc quy về mát thì nó mới sạc được cho ắc quy. Và để nó nhận được thì khi các bạn cắm ắc quy vào thì hai cực dương âm ắc quy nó phân áp vào một con chan ti to thuận Q6. Q6 dẫn thì có dòng chạy từ VC1 này chạy qua Q6 này. Chạy qua DB3 về chân G của con thyristor này thì con thyristor này nó sẽ dẫn nhé. Không biết lúc đấy mình nói cái con thyristor này mình có nói nhầm không? Thì trong video các bạn thông cảm. Và con này nó còn thiết kế thêm một con Q5 nhé, từ nhân 2 của vi xử lý này. Nó nhận biết trạng thái nào đặc biệt đấy thì nó sẽ đóng con Q5 thì nó sẽ mất cái điện áp qua con DB3 nhé. Con Q5 này nó phải ở trạng thái khóa tức là chân hai phải mức thấp, chân hai mức thấp thì nó là mất phân áp ở chân B của con Q5 thì con Q5 không dẫn thì là điện áp từ VC1 sẽ chạy qua Q6 vào DB3 để làm dẫn con thyristor này. Bây giờ đầu tiên là mình sẽ phải kiểm tra xem có VC1 không nhé, có đèn xanh rồi nhưng xem có VC1 hay không. Mình sẽ đấu chập chân AK của con này lại và mình sẽ sử dụng bộ tai giá để mình kiểm tra công suất của cái sạc này. Mình cắm điện thì nó ra 70V rồi này. Mình test cho nó thấp thôi. 1A này. Đấy, sáng đỏ rồi nhá. 2A đây. Ôi là 150W là cái mình nó hết cỡ nhá. Gần 100W này, 149,3. Vậy là tốt. Công suất đảm bảo nhé. Tại sao lại... Tiếp theo là mình nhổ tiếp điểm AK này đây. Và bây giờ mình sẽ test cái mạch nhận sạc. Cái test mạch nhận sạc thì đúng ra có ắc quy thì cắm vào thì nó tiện hơn nhưng ắc quy tận 60V, 70V này mình không có. Thì mình sẽ tạo giả nhá. Mình tạo giả ắc quy, mình chế một bộ tạo giả ắc quy này. Đây là 6 con tụ 100V, mình sẽ nạp cho nó 55V. Thì nguyên lý của nó thì dễ thôi. Đây là chân sạc cho dàn 6 con tụ này. Thì mình cấp đây là
cái bộ nguồn mình nó chỉ cấp được tối đa 55V thôi. Mình cấp 55V đây, nó sẽ nạp vào đây có 55V nhé. Đây là đầu sạc cho dàn tụ này thôi. Còn hai dây này thì mình sẽ cắm vào hai chân của cái sạc kia. Thì nó giống như các bạn cắm vào cái xe cái ắc quy ấy, cắm sạc ắc quy. Thì chân này có chiều dương thì đây là điện áp từ tụ nó chạy qua một con diode, chạy vào dương của cái điểm sạc và đây là âm của điểm của giắc sạc nhé. Khi mà cái sạc nó nhận được là đã cắm ắc quy thì cái dòng chảy nó sẽ chạy theo chiều ngược lại nhé, từ sạc nó sẽ chạy vào đây, nhưng gặp con diode này nó không chạy được mà nó phải chạy qua dàn ba con đèn led nhé. Mình đấu nối tiếp, đây là con điện trở 10K này. Ba con 10K nhé, thì nó sẽ sáng đèn đỏ lên. Sáng đỏ báo là nó đã nhận sạc và nó đã phản hồi, nó cấp ngược dòng lại cho ắc quy. Cái phương pháp của mình như thế. Cấp điện cho sạc ở chỗ này có đèn xanh sáng mờ mờ, trong vướng các bạn không nhìn được. Không quan trọng lắm. Sáu con tụ này nó tích điện không được khỏe lắm nhé, để một tí là nó mất điện. Mình đang cấp nguồn vào cái này để làm cho tụ ô nhánh hết nhỉ, làm tí nó đầy rồi, quên mất. Đây là cái chân sạc ắc quy này. Đây, các bạn nhìn nhé. Mà cái sạc này nó đã nhận và nó sạc lại cho cái dàn tụ nhé, và tụ nó sáng lên đây. À, dàn đèn sáng mà báo là mạch nhận ắc quy đã tốt. Mình chưa hiểu là tại sao lại anh kia lại gửi cho mình nhé. Có khả năng là cắm cái này chưa chặt này. Khả năng một là cắm cái này không chưa chặt và cắm vào xe không chặt nên nó không nhận được. Hai là nó bị bẩn tiếp điểm trong này. Mình sẽ vệ sinh lại tiếp điểm mà gửi cho anh kia thôi. Vậy tổng kết là nó chưa hỏng gì cả. Và cái video này là cách mình kiểm tra cái này có sạc cho quy tốt hay không. Là đầu tiên các bạn kiểm tra công suất của nó. Và thứ hai là kiểm tra mạch nhận sạc nhé. Rồi video mình đây kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.